Thưa quý vị, tính đến ngày 3 tháng 12, Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 964.830 người và mũi 2 cho 811.331 người. Tuy độ bao phủ với vaccine ngày càng được mở rộng, nhưng lãnh đạo thành phố vẫn luôn quán triệt người dân tuyệt đối không được lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trước tình hình COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, mọi người, mọi nhà phải tuân thủ nghiêm và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch, tránh mang tâm lý chủ quan dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đến nay, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Dù vậy, mỗi người vẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, trước hết là quy định 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Theo tôi vẫn sợ chứ, tại vì tôi sẵn có những người 2 mũi họ vẫn còn nhiễm. Nên tiểu thương rất là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị khẩu trang, gọi là rửa tay an toàn. Người dân thành phố ý thức được rằng tiêm vaccine không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm COVID-19, bởi thực tế đã có nhiều trường hợp dù đã tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn trở thành F0 và lây lan dịch cho người khác. Trước tình hình dịch khó lường như hiện nay, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tiêm 2 mũi hay 3 mũi thì mình cũng không có chủ quan được, giữ khoảng cách của mình thôi, tự mình giữ cho mình thôi. Cái còn cái dịch này thì không biết ai mà xảy ra hết, nhưng mà mình phòng ngừa để của lại bệnh cho xã hội. Không có lơ là được đâu, tiêm 2 mũi là bị là vẫn bị, tự người dân mình là tự có ý thức và giữ cho mình. Và nói chung bà đeo khẩu trang luôn luôn là 100% đến 100%. Các chuyên gia y tế đã khẳng định không một loại vaccine nào đạt hiệu quả 100%. Sau tiêm vaccine, người tiêm vẫn có nguy cơ bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vì vậy, mỗi người dân thành phố không vì tiêm đủ 2 mũi vaccine mà lơ là, coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch. Hãy kiên định, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các quy định, biện pháp phòng chống dịch đã được khuyến cáo.